ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về bài tiếp theo của chương trình công nghệ lớp 8, đó là bảng vẽ lắp. Thì tụi con quan sát cho cô cái hình ảnh trên video ha. Thì nhìn vào cái hình ảnh này tụi con biết đây là trò chơi gì ha? Trò chơi xếp những cái logo cho thành những cái vật thể có hình dạng khác nhau, đúng không? Như là từ những cái miếng logo nhỏ thế này, đây, từ những miếng logo nhỏ thế này thì mình có thể xếp thành những cái vật thể có hình dạng khác nhau, ví dụ như ngôi nhà này, cái cổng này, hay là những cái con vật, hay là cái hình dạng của những bạn nam này hay là bạn nữ này, đúng không? Như vậy thì để có thể chế tạo, để có thể tạo ra được những cái vật thể có một cái hình thù đặc biệt, có mỗi hình thù khác nhau, thì chúng ta cần phải lắp ghép những cái miếng logo này là những cái miếng Lego này lại, đúng không? Sao cho nó tạo ra một cái hình dạng cố định của mỗi vật thể, đúng không? Hay ví dụ như tụi con quan sát cho cô trên chiếc xe này, đúng không? Trên cái chiếc xe này tụi con thấy được cái điều gì? Chiếc xe này là cái chiếc xe Audi R8 ra mắt vào năm 2020, đúng không? Thì nhìn vào chiếc xe này, có bao giờ tụi con đặt ra một câu hỏi là chiếc xe này được tạo ra thế nào hay không? Đúng không? Thì nhìn vào chiếc xe này mình sẽ thấy là nó có rất là nhiều bộ phận, đúng không? Từ khung xe này, bánh xe này, hay là cái kính này, cái gương, bất kỳ cái bộ, có rất là nhiều chi tiết trên cái chiếc xe này. Vậy thì sau khi đã tạo ra chi tiết rồi thì phải trải qua một công đoạn, đó là lắp ráp những cái chi tiết này lại để tạo thành một cái chiếc xe ô tô như mình đã quan sát trên trên video, đúng không? Như vậy thì bây giờ cô sẽ cho tụi con xem cái quá trình người ta lắp ráp để tạo ra một chiếc Audi R8, đúng không? Tụi con quan sát nha. Suốt hơn một thập kỷ qua, R8 là một trong những siêu xe yêu thích nhất trên thế giới và là biểu tượng cho tinh thần thể thao của thương hiệu Audi. R8 đã chinh phục trái tim của những người yêu xe nhờ vào thiết kế hiện đại, khả năng vận hành mạnh mẽ và giàu cảm xúc đến từ khối động cơ hút khí tự nhiên cùng với những công nghệ và kỹ thuật đỉnh cao của người Đức. Những chiếc Audi R8 hiện đang được sản xuất tại Bullinger-Hood, đại bản doanh mới của phân nhánh Audi Sport, và chỉ cách nhà máy Neckarsulm vài dặm về hướng Tây. Quá trình tạo ra chiếc R8 sẽ bắt đầu tại xưởng chế tạo thân vỏ. R8 sử dụng cấu trúc khung xe Audi Spaceframe, chủ yếu được làm bằng nhôm, kết hợp với sợi carbon ở trụ trung tâm và vách ngăn phía sau. Ở bước đầu tiên, các chuyên gia sẽ kết nối phần thân trước, sàn trung tâm và thân sau lại với nhau thành một bộ khung. Các robot sẽ thực hiện các công việc liên quan tới khớp lạnh như bắt đinh tán và ốc vít, trong khi việc hàn sẽ được làm bằng tay. Các mối hàn sau khi hoàn thành xong sẽ được kiểm tra bằng laser để loại bỏ hoàn toàn những khuyết tật có thể xảy ra. Thân xe sau đó sẽ được bổ sung thêm khung cửa sổ và phần mái. Con người và robot sẽ tiếp tục phối hợp với nhau để lắp ráp các bộ phận được làm bằng sợi carbon. Toàn bộ phần thân xe hoàn thiện sẽ chỉ nặng 200 kg, được đặt trên những tấm di chuyển tự hành DTS. Các DTS trên sử dụng máy quét laser và chip RFID để tự động di chuyển đến các khu vực trong xưởng. Phần thân xe sau đó sẽ phải trải qua 15 công đoạn khác nhau để có thể tạo ra được một chiếc R8 hoàn chỉnh. Cụm khoang lái sẽ được lắp ráp vào khung xe bởi hai nhân viên dưới sự trợ giúp của robot và các tua vít điện. Tiếp theo, trái tim của R8 sẽ được hạ xuống và nằm cố định trong khoang động cơ. Các bộ phận như bộ cung cấp nhiên liệu và khí nạp cùng với hệ thống ống xả cũng sẽ được lắp ráp ngay sau đó. Sau khi động cơ đã nằm yên vị trong thân xe, trục truyền động và bộ ly hợp cũng sẽ được lắp đặt từ phía dưới, giúp tạo nên hệ dẫn động bốn bánh quattro trứ danh của Audi.
Tiếp theo, hệ thống treo, các giảm chấn và đĩa phanh cũng sẽ được gắn vào phần thân của R8. Diện mạo của chiếc R8 đã dần được hoàn thiện sau khi trải qua các công đoạn lắp ráp hệ thống đèn và cản trước sau. Khoảng hở giữa các lớp thân vỏ phải đều và khít, chỉ vừa đủ để lọt một tấm nhựa mỏng. Cuối cùng, vô lăng và túi khí sẽ được lắp đặt, cùng với đó là logo Audi được đính lên thân xe. Ngay lúc này, R8 đã có thể đứng trên đôi chân của mình và trở thành một chiếc xe hoàn chỉnh. Các nhân viên của Audi sẽ kiểm tra chất lượng thân vỏ và lắp ráp lần cuối trước khi R8 được mang đi chạy thử tại trường đua của nhà máy và trên đường công cộng. Vừa rồi là video khám phá dây chuyền lắp ráp của Audi R8 tại Bullinger Hub. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hãy đăng ký và bấm vào nút chuông bên cạnh để nhận được thông báo của những video giới thiệu về công nghệ và các mẫu xe mới nhất hiện nay của xe 24 giờ. Hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Rồi, thì từ cái đoạn video mà tụi con đã quan sát, tụi con thấy là có để chế tạo ra một chiếc Audi R8 đúng không? Thì người ta cái việc làm đầu tiên là người ta phải chế tạo ra từng cái chi tiết của nó trước đúng không? Sau khi chế tạo ra từng chi tiết rồi phải trải qua một cái giai đoạn được gọi là lắp ráp những cái chi tiết đó lại với nhau bằng những cái phương pháp ví dụ như là hàn nè, hay là dùng những con đinh ốc hay là những con bu lông á đúng không? Vậy thì người ta sẽ ghép lại các chi tiết đó với nhau để tạo ra một cái sản phẩm hoàn chỉnh, và cụ thể là chiếc Audi R8 mà tụi con đã quan sát như nãy giờ. Đúng không? Như vậy thì đó là một cái cách mà người ta đã tạo ra một chiếc xe ô tô. Hay ví dụ như tụi con xem quan sát cho cô, đây là một cái máy bơm dầu đúng không? Thì một cái máy bơm dầu này nó cũng có rất là nhiều các chi tiết và nó cũng sẽ được ghép nối lại với nhau nhau bằng những cái chi tiết, ví dụ như là bằng đai ốc này hay là bằng bu lông, được chưa? Và để có thể ghép nối các chi tiết lại với nhau theo đúng như cái sản phẩm hoàn chỉnh thì bắt buộc mình phải sử dụng một cái bản vẽ. Mà trên cái bản vẽ này nó phải thể hiện được được các chi tiết cũng như là các hình dạng của cái sản phẩm, đúng không? Và vị trí của các chi tiết trong cái sản phẩm đó như thế nào. Thì cái bản vẽ mà dùng để lắp ráp các chi tiết với nhau tạo thành một cái sản phẩm hoàn chỉnh, người ta gọi nó là bản vẽ lắp. Vậy thì nhiệm vụ của ngày hôm nay chúng ta sẽ đi tìm hiểu về bản vẽ lắp, đó là về nội dung và công dụng của nó, cũng như là cách đọc một cái bản vẽ lắp sao cho đúng trình tự, đúng không? Rồi bây giờ mình sẽ đi qua phần đầu tiên của ngày hôm nay, đó là nội dung của bản vẽ lắp. Rồi bây giờ tụi con để tìm hiểu về nội dung bản vẽ lắp, bây giờ tụi con quan sát cho cô cái sản phẩm cơ khí, đó là bộ vòng đai. Yeah. Thì nhìn vào cái bộ vòng đai này, tụi con trả lời là có bao nhiêu các chi tiết nhỏ trong bộ vòng đai này. Rồi tụi con quan sát và trả lời nha. Rồi có bao nhiêu chi tiết tụi con? Nhìn vào đây thì mình sẽ thấy là nó có 4 chi tiết, đúng không? Đầu tiên là hai cái vòng đai ở trên và ở phía dưới. Cái thứ hai là những con bu lông. Thứ ba là đai ốc, và cuối cùng là vòng đệm, đúng không? Và người ta sẽ sử dụng một cái bản vẽ, đó là bản vẽ chi tiết, để có thể chế tạo ra từng cái chi tiết có trong cái bộ vòng đai này, đúng không? Vậy thì sau khi đã sử dụng cái bản vẽ chi tiết để chế tạo ra từng cái chi tiết có trong bộ vòng đai rồi, thì lúc này người ta sẽ sử dụng một cái loại bản vẽ như thế này. Thì bản vẽ này người ta gọi nó là bản vẽ lắp. Người ta sẽ sử dụng cái bản vẽ lắp này để lắp ráp các chi tiết của bộ vòng đai lại với nhau để tạo thành một cái bộ vòng đai hoàn chỉnh. Như vậy thì một cái bản vẽ lắp, nhìn vào đây mình sẽ thấy là nó sẽ thể hiện được, thứ nhất là hình dạng của sản phẩm, thứ hai là kết cấu một sản phẩm. Tụi con nhìn đây, tụi con thấy là nhìn vào đây ha, tụi con thấy là nó
một cái bộ phận, một cái bộ vòng đai nó sẽ gồm có 4 chi tiết, số 1, số 2, số 3 và số 4. Như vậy thì nó thể hiện được kết cấu của một cái sản phẩm. Và ngoài ra trong cái bản vẽ kỹ thuật, trong cái bản vẽ lắp này, nó còn thể hiện được một cái nội dung, đó là vị trí tương quan giữa các chi tiết, đúng không? Nhìn vào đây thì con thấy này, nó sẽ thể hiện được vị trí của bu lông ở đâu, vị trí của đai ốc ở đâu, hay là vị trí của vòng đệm ở đâu. Đó sẽ là vị trí tương quan giữa các chi tiết, và đó cũng chính là khái niệm của bản vẽ lắp. Như vậy thì giờ mình sẽ tìm hiểu kỹ hơn là trong cái bản vẽ lắp này nó sẽ có những nội dung gì, đúng không? Rồi đầu tiên nhìn vào đây, mình thấy cái mà đập vào mắt mình đầu tiên sẽ là cái gì tụi con? Sẽ là các hình biểu diễn, đúng không? Cái thứ hai là những con số 50, 140 hay là 101, đây là sẽ thể hiện kích thước của vật của sản phẩm, đúng không? Và thứ ba, nó có một cái bảng này con thấy là nó nằm ở phía trên của khung tên, đúng không? Cái bảng này nó khá là lạ, nó chưa hề xuất hiện trong một cái bảng vẽ nào mà trước giờ mình đã tìm hiểu. Thì cái bảng này người ta gọi nó là bảng kê, được chưa? Và cuối cùng vẫn là khung tên. Bây giờ mình sẽ đi tìm hiểu từng cái nội dung nhỏ được thể hiện trong các nội dung lớn này. Đầu tiên, đúng không? Bây giờ trước khi mình tìm hiểu từng nội dung nhỏ thì mình sẽ biết là một cái bảng vẽ lắp nó thể hiện 4 cái nội dung cơ bản, đó là hình biểu diễn nè, kích thước, bảng kê và khung tên. Vậy thì nó thể hiện khá là nhiều cái thông tin của một cái sản phẩm cơ khí hoàn chỉnh. Như vậy do đó người ta sẽ sử dụng cái bảng vẽ lắp này để thiết kế lắp ráp cụ thể. Nhớ ha, cái công dụng chính của bảng vẽ lắp là dùng để lắp ráp và cuối cùng là sử dụng cái sản phẩm. Có nghĩa là ví dụ như tụi con mua một cái bộ đồ chơi xếp hình về, đúng không? Thì trong bộ đồ chơi đó chắc chắn nó sẽ có những cái miếng để hướng dẫn mình sử dụng lắp ráp như thế nào để tạo ra một cái sản phẩm nó có hình dạng như mình mong muốn, đúng không? Như vậy thì bản vẽ lắp nó còn giúp cho người sử dụng có thể sử dụng được hiệu quả cái sản phẩm của mình. Đó cũng chính là công dụng của bản vẽ lắp. Giờ mình sẽ đi tìm hiểu về từng nội dung nhỏ trong các nội dung lớn. Nội dung đầu tiên sẽ là hình biểu diễn. Đây là hình biểu diễn được sử dụng trong bản vẽ lắp. Giờ nhìn vào hai hình này, tụi con suy nghĩ là hai hình này là thuộc về hình chiếu nào của vật thể. Vậy thì dựa vào cái cách sắp xếp của các hình chiếu, mình dễ dàng nhận biết đây sẽ là hình chiếu đứng và đây sẽ là hình chiếu bằng, đúng không? Ngoài hai cái hình chiếu đứng và hình chiếu bằng này ra thì hình trên cái hình biểu diễn của mình nó còn thể hiện được cái gì? Con thấy này, số 1, số 2, số 3 và số 4, đúng không? Thế là hiệp 4 cái này chính là từng cái bộ phận có trong cái sản phẩm, tức là nó sẽ thể hiện được kết cấu của sản phẩm, đúng không? Như vậy thì nói tóm lại, các hình biểu diễn trong bản vẽ lắp nó sẽ diễn tả được hình dạng này, đúng không? Thông qua hai hình chiếu nó thể hiện được kết cấu và vị trí tương quan của các chi tiết được thể hiện trong các hình biểu diễn này, đúng không? Đó là nội dung thứ nhất của bản vẽ lắp. Nội dung thứ hai đó là những con số. Thì những cái con số này nó sẽ thể hiện được kích thước của sản phẩm, đúng không? Cụ thể là cái số 5 tụi con nhìn ha. Tụi con nhìn vào cái con số 50 và 140 này, thì hai con số này nó sẽ thể hiện được cái gì? Thể hiện được chiều dài và chiều rộng của sản phẩm, đúng không? Thì ngoài hai kích thước này ra, nó còn thể hiện được các kích thước về mặt khoảng cách giữa các chi tiết. Đây, tụi con thấy này, giữa khoảng cách ở phía bên tay trái và khoảng cách bên tay phải của hai con bu lông nó sẽ cách nhau 110 mm. Thì đây gọi là kích thước khoảng cách. Hay ngoài kích thước khoảng cách này ra, nó còn có kích thước lách giữa các chi tiết. Đây, ví dụ này, còn cái số 10 nha, tụi con sẽ thấy đó, nó sẽ thể hiện được các kích thước lách của giữa các chi tiết. Vậy thì tóm lại, cái phần kích thước của bản vẽ lắp nó sẽ thể hiện được hai cái nội dung, đó là kích thước chung của chi tiết của sản phẩm, và thứ hai đó là kích thước lắp giữa các chi tiết, đúng không? Rồi giờ mình sẽ đi qua cái nội dung thứ ba, đó là về bảng kê. Thì cái phản bảng kê này nó là phần mới, nó chưa hề xuất hiện trong cái loại bản vẽ mà mình đã tìm hiểu ở những phần trước, đúng không? Thì bảng kê nó chỉ xuất hiện trong cái bản vẽ lắp này, nó sẽ xuất hiện dưới dạng thế này. Thì nhìn vào một cái dạng thế này, mình sẽ thấy là
Đây tụi con nhìn ha, một cái bảng kê nó sẽ thể hiện được ba nội dung cơ bản. Đầu tiên là tên gọi, này tên gọi của từng chi tiết, ví dụ như vòng đai nè, đai ốc M10 này, hay là vòng đệm, hay là bu lông, được chưa? Cái này là tên gọi của từng chi tiết. Kèm vào đó sẽ là số lượng của chi tiết có mặt trong sản phẩm và vật liệu của từng chi tiết đó, đúng không? Như vậy thì một cái bảng kê nó sẽ thể hiện được ba nội dung: tên gọi, số lượng và vật liệu của từng chi tiết. Dạ. Yeah. Rồi, cái nội dung cuối cùng đó là khung tên. Thì như những cái bảng vẽ trước, khung tên nó cũng thể hiện được các thông tin cơ bản của sản phẩm, ví dụ như là tên sản phẩm nè, đúng không? Thứ hai là tỷ lệ sử dụng trong bảng vẽ. Thứ ba đó là cơ sở thiết kế hoặc là nơi sản xuất cái sản phẩm của mình, và cuối cùng đó là người vẽ hay là ngày vẽ. Được chưa? Đó, đó là những cái nội dung cơ bản của một cái bảng vẽ lắp. Cô sẽ tóm lược nó lại bằng một cái sơ đồ như thế này. Đây, một cái bảng vẽ lắp nó sẽ thể hiện được bốn nội dung cơ bản. Thứ nhất là hình biểu diễn, thứ hai là kích thước, thứ ba là bảng kê, và cuối cùng nó là khung tên. Và mỗi một nội dung lớn thế này nó sẽ thể hiện được một vài nội dung nhỏ trong đó, mà nó sẽ phục vụ cho cái công việc gì tụi con? Nó sẽ phục vụ cho công việc đó là lắp ráp cũng như là sử dụng hiệu quả cái sản phẩm của mình. Đó cũng chính là công dụng và nội dung của bảng vẽ lắp. Giờ mình sẽ đi qua cái phần quan trọng, đó là đọc bảng vẽ lắp. Có nghĩa là khi tụi con cầm một cái bảng vẽ lắp trên tay thì mình sẽ đọc nó theo cái trình tự nào, liệu nó có giống như là trình tự đọc cái bảng vẽ chi tiết hay không. Chắc chắn một điều đó là trình tự đọc nó cũng sẽ gần giống, tuy nhiên nó có sự khác nhau, bởi vì trong cái bảng vlog của mình nó xuất hiện cái bảng kê, đúng không? Như vậy thì trình tự đọc của nó cũng sẽ thay đổi một chút ít. Và cụ thể là khi đọc bảng vlog, tụi con sẽ đọc theo trình tự sau đây. Thứ nhất, tụi con phải đọc được cái khung tên trước. Bởi vì sao? Bởi vì cái khung tên nó thể hiện được tên của sản phẩm cũng như là tỷ lệ sử dụng trong bản vẽ. Phần này nó rất quan trọng để cho cái người thi công, người ta nhìn vào, người ta có thể hiểu được rõ hơn về cái bản vẽ của mình. Cái thứ hai là phải đọc bảng kê, đúng không? Thứ ba là đọc hình biểu diễn. Thứ tư là kích thước. Thứ năm là nó có một cái giai đoạn mới, đó là phân tích chi tiết, đúng không? Thì ở cái phần phân tích chi tiết có nghĩa là gì? Có nghĩa là ở phần này mình sẽ đi tìm hiểu về vị trí của các chi tiết. Và ở cái phần này thì người ta sẽ là một cái giai đoạn, đó là tô màu từng cái chi tiết, nghĩa là mỗi chi tiết nó sẽ có một màu khác nhau, và khi nhìn vào người ta sẽ biết đó là thuộc về chi tiết nào, màu nào của chi tiết nào, đúng không? Thì giai đoạn này thì cái trình tự này người ta gọi nó là phân tích chi tiết. Và cuối cùng đó là đọc tổng hợp toàn bộ cái bản vẽ của mình. Bây giờ mình sẽ đi tìm hiểu về từng cái nội dung đọc của bản vẽ lắp. Và cụ thể cô sẽ lấy ví dụ, đó là đọc cái bảng bộ vòng đai, đúng không? Thì nhìn vào đây, đối với việc thì đọc theo thứ tự, đầu tiên là mình phải đọc khung tên trước, đúng không? Thì nhìn vào khung tên, tụi con nói cho cô hai nội dung, đó là tên sản phẩm và tỷ lệ bản vẽ. Nhìn ra dễ dàng thấy ha, tên sản phẩm nó sẽ nằm ở vị trí này, đúng không? Và tỷ lệ nó sẽ nằm ở vị trí này. Vậy thì dễ dàng biết được đây là sản phẩm tên là bộ vòng đai, nó có tỷ lệ là 1:2.2, đúng không? Rồi tiếp tục về bảng kê, thì đối với bảng kê nó sẽ thể hiện được tên chi tiết và số lượng của chi tiết, đúng không? Vậy thì nó sẽ có 4 chi tiết và mỗi chi tiết sử dụng là bao nhiêu con ha? Sử dụng là 2, đúng không? Thì đây. Rồi. Thứ ba đó là hình biểu diễn. Tụi con thấy vị trí của hai hình chiếu này sẽ là hình chiếu gì và hình chiếu gì? Sẽ là hình chiếu bằng và hình chiếu đứng, đúng không? Và trong hình chiếu đứng này con thấy là nó có cái đường gạch này nè, vậy thì đây sẽ là hình cắt. Vậy thì mình sẽ thấy là hình cắt nó sẽ nằm ở vị trí của hình chiếu đứng, đúng không? Kích thước thì ở đây mình sẽ đọc ba kích thước, là kích thước chung, kích thước lắp và kích thước xác định khoảng cách giữa các chi tiết. Thì nhìn vào đây, nãy cô đã phân tích rồi, kích thước chung sẽ là 50, tức là chiều rộng 140. Cô xin lỗi nha, ở đây 140 nha, cô bấm máy tính bị nhầm. Rồi 140, được chưa, là chiều dài, và 78 sẽ là đường kính lớn của cái vòng đai. Rồi thứ hai là kích thước lắp giữa các chi tiết, thì con thấy ha, giữa các chi tiết này nó được lắp với nhau bởi con bu lông, đúng không? Thì bu lông này nó sẽ có cái phần ren, và ren này nó là ren về hệ mét, được chưa? Nó ví dụ là chữ M. Như vậy thì đường kính của ren này sẽ là 10 mm,
Kích thước xác định giữa các khoảng cách thì con thấy này, giữa bu lông bên trái với bu lông bên phải nó sẽ cách nhau một đoạn là 110 mm, đúng không? Và ngoài ra cái đường kính nhỏ ở trong cái phần vòng đai nó sẽ là 50 mm, thì đó là kích thước xác định giữa các khoảng cách. Thứ năm đó là mình sẽ đi phân tích chi tiết, thì nãy cô nói rồi, để xác định được vị trí cũng như là xác định rõ từng cái chi tiết có mặt trong sản phẩm thì người ta sẽ làm một nhiệm là một cái giai đoạn, đó là tô màu các chi tiết, là mỗi chi tiết mình sẽ tô một cái màu nó khác nhau. Đây tụi con quan sát này, ví dụ như bu lông ở đây thì nó được tô là màu tím, rồi đai ốc là được màu xanh lá cây, rồi vòng đệm nó là màu vàng, rồi còn cái vòng đai nó sẽ là màu cam. Như vậy thì mỗi chi tiết nó sẽ có một màu khác nhau, và khi mình nhìn vào đây mình sẽ thấy rõ được nó là thuộc về chi tiết nào ha. Rồi cuối cùng đó là phần tổng hợp, thì đối với phần tổng hợp tụi con phải thực hiện hai cái nhiệm vụ, đó là trình tự tháo và lắp, thứ hai đó là công dụng của sản phẩm. Thì con biết rồi, bản vẽ này là dùng để lắp, có nghĩa là cũng là dùng để tháo cái chi tiết nó ra, đúng không? Tháo như thế nào thì mình sẽ lắp ngược lại. Bây giờ ví dụ như tụi con nhìn vào cái bộ vòng đai này, theo tụi con để tháo cái bộ vòng đai này rời ra thì đầu tiên mình phải tháo gì trước? Phải tháo cái phần số 2 trước, tức là mình phải vặn cái con ốc này lên, đúng không? Sau khi vặn ốc này lên rồi, mình sẽ lấy cái vòng đệm ra, sau đó lấy cái bu lông ra, và cuối cùng là tháo hai cái vòng đai này ra. Vậy thì thứ tự tháo của mình sẽ là tháo số 2, số 3, số 4 và số 1. Tháo như thế nào thì mình sẽ lắp ngược lại. Vậy thì mình sẽ lắp hai cái số 1 trước, lắp hai cái vòng đai trước, sau đó bỏ bu lông vào, bỏ vòng đệm vào, và cuối cùng là vặn đai ốc lại. Bây giờ thì đó là trình tự tháo và lắp. Thế là khi mà tụi con nhìn vào cái sản phẩm, tụi con phải biết là mình tháo như thế nào và mình lắp là sao, đúng không? Và cái công dụng của bộ vòng đai thì con biết rồi, nó dùng để ghép các hình trụ lại với nhau, ví dụ như để ghép những cái đường ống nước, được không? Để ghép những cái đường ống nước lại với nhau để mình giữ cố định các đường ống nước á, ha. Thì khi đó người ta sẽ sử dụng bộ vòng đai. Vậy thì cô đã hướng dẫn được các tụi con cách để đặt một cái bản vẽ lắp bản. Bây giờ cô sẽ mô phỏng lại quá trình tháo và lắp cái bộ vòng đai. Tụi con quan sát ha. Đầu tiên là người ta sẽ tháo hai cái đai ốc ra, sau đó gỡ hai cái vòng đệm, rồi cuối cùng là đưa hai con bu lông, sau đó đưa hai con bu lông ra và tháo hai cái vòng đai ra. Đó là quá trình người ta tháo sản phẩm. Bây giờ mình sẽ xem cái quá trình lắp sản phẩm này. Rồi, đưa hai cái vòng đai lại gần, gắn bu lông vào, đặt vòng đệm để giữ cố định, và cuối cùng là vặn đai ốc để giữ chặt cái bộ vòng đai của mình. Thì đó là quá trình lắp cái bộ vòng đai. Rồi, bây giờ mình sẽ đi qua ứng dụng, đó là đọc một cái bản vẽ lắp của một cái sản phẩm, đó là bộ rồng rọc. Rồi, bây giờ tụi con quan sát cái bản vẽ ở phía bên tay phải, và sau đó hoàn thành cho cô cái bản đọc bản vẽ lắp ở bên phía tay thì trái. Rồi, tụi con có 3 phút để làm cái công việc này ha. 3 phút bắt đầu.
Rồi tụi con còn một phút nữa nha. Cô thử đưa cái kết quả thử tụi con làm có đúng hay không ha. Đầu tiên là tên sản phẩm thì mình thấy là sản phẩm của nó tên là bộ lồng rập và tỷ lệ sử dụng đó là 1:2 đúng không? Rồi thứ hai là bảng kê thì nhìn vào đây mình sẽ thấy là có 4 chi tiết được sử dụng trong bộ lồng rập và mỗi chi tiết sẽ sử dụng một cái đúng không? Đây. Rồi và tất cả có số 2, số 3, số 4 tức là trục, móc, treo và giá được làm bằng thép, còn cái bánh rồng rọc thì làm bằng chất dẻo đúng không? Rồi cái nội dung thứ ba đó là hình biểu diễn, thì con thấy là hai hình này sẽ là vị trí của hình chiếu đứng và vị trí của hình chiếu cạnh, và trong đó hình cắt sẽ nằm ở vị trí của hình chiếu đứng đúng không? Rồi về kích thước thì nó sẽ được thể hiện ở trên đây đúng không? Kích thước thì mình thấy là chiều cao của nó sẽ là 100 mm đúng không? Chiều rộng sẽ là 40 đúng không? Rồi tương tự mình sẽ có cái bán kính cái đường kính của cái đường kính lớn và đường kính nhỏ của cái bánh rồng rọc. Rồi về phân tích chi tiết thì ở nội dung này mình sẽ đi tô màu từng cái chi tiết, như số 3 tụi con có thể tô màu đỏ, rồi số 2 có thể tô màu vàng, số 1 tô màu xanh, rồi số 4 thì tụi con tô màu đen, tùy mình thôi đúng không, miễn sao là người ta nhìn vào người ta có thể phân biệt được từng cái chi tiết khác nhau. Rồi phần số 6 là tổng hợp, thì nhìn vào đây tụi con thấy là để tháo rời cái sản phẩm này ra thì thứ tự tháo sẽ là gì? Thứ tự tháo là gì tụi con? Đầu tiên mình sẽ tháo cái vị trí số 2 ra đúng không? Tháo số 2. Sau đó mình sẽ tháo được cái số 1. Đúng không? Tiếp tục mình sẽ tháo được cái số 3 và số 4. Còn đối với lắp thì mình sẽ lắp số 3, số 4 trước và số 1, số 2 sẽ lắp sau, đúng không? Và người ta sử dụng lồng rập để làm cái gì tụi con? Để nâng cái vật lên cao, thì cái này mình đã tìm hiểu, tụi con đã biết ở bên mình học bên vật lý rồi, đúng không? Sử dụng bộ lồng rập để nâng cái vật lên cao cũng như là thay đổi chiều của lực kéo, giảm được cái sức kéo của đúng không? Giảm được cái sức thay thế sức kéo của người. Rồi đó là toàn bộ cái nội dung mà liên quan đến bạn về lắp, cũng như là đã hướng dẫn được con cách đọc các bạn về lắp đúng không? Rồi sau khi xem video xong được con tải file tài liệu ở phần tài liệu tham khảo và làm bài kiểm tra để củng cố kiến thức ha. Rồi chào tạm biệt tụi con, hẹn gặp tụi con ở tiết học sau. Bye bye.